tối 27 tháng 10 năm 2019, Bích Phương cùng nhiều ca sĩ nhiều người biết đến như Mỹ Tâm, Tuấn Hương, Nu Phước Thịnh có mặt tại Quảng Ninh để biểu diễn trong lễ hội Ánh Sáng Sửu Hạ Long 2019. Đang rất thân mật biểu diễn ca khúc Đi Đu Đưa Đi, Bích Phương ngỡ ngàng khi thấy một người theo dõi nam lao lên sân khấu và giật micro trên tay cô. Khi chưa kịp định hình sự việc thì người theo dõi nam này gửi lời xin lỗi vì làm gián đoạn chương trình. Song, anh bị lạc mất con nên phải dùng cách cướp sân khấu để tìm con. Điều đáng nói là khi chiếc mic đã bị giật khỏi tay Bích Phương rồi, giọng hát của nữ ca sĩ vẫn kế tiếp vang lên khiến nhiều người cho rằng nữ ca sĩ hát nhép. Bích Phương bất thần bị giật mic. Tuy nhiên, cách xử lý của Bích Phương sau sự cố đã khiến nhiều người theo dõi thích thú và dành cho cô những lời khen ngợi. Cụ thể, sau khi lấy lại mic từ tay vị người theo dõi nọ, Bích Phương báo cáo nhờ người theo dõi xem xét tìm giúp nhỏ nhắn gái bị lạc. Sau đó nữ ca sĩ nhắn nhủ mọi người thông cảm cho hành động của người theo dõi nói trên và xin phép kế tiếp màn biểu diễn. Nữ ca sĩ chân thành chia sẻ rằng bạn dạng thân cô cũng bị bất thần và hoảng loạn trước sự việc nhưng là một nghệ sĩ phải có trách nhiệm với phần biểu diễn của mình nên cô kế tiếp biểu thị ca khúc Đi Đu Đưa Đi. Bích Phương vẫn kế tiếp biểu diễn sau khi xảy ra sự cố. Cách xử lý tình huống của Bích Phương nhanh lẹ chiếm được thiện cảm từ người theo dõi. Không chỉ vậy, ngay sau khi chương trình kết thúc, Bích Phương đã gửi báo cáo tới những người theo dõi thân mật tới cô và sự việc. Nữ ca sĩ viết: Phương đã về nhà bình yên rồi và theo như thông tin Phương được biết thì gia đình anh người theo dõi đó cũng tìm thấy em nhỏ nhắn rồi, thật sự cảm thấy nhẹ nhõm. Sau sự việc lần này rất hy vọng mọi người đi đến các sự khiếu nại có đông người chú tâm kỹ đến trẻ em đi cùng, tránh xảy ra những sự việc như hôm nay. Và cũng mong mọi người đừng trách anh người theo dõi, chuyện không ai muốn và lúc hoang mang anh ý cũng chỉ có thể làm tất cả để tìm con thôi. Trong cái rủi cũng có cái may, tuy không được toàn vẹn nhưng người theo dõi ở sân khấu vẫn cổ vũ rất sung để Phương kết thúc được phần biểu diễn của mình, và cần thiết nhất là tìm thấy em nhỏ nhắn rồi.